Anh lại đau nữa à? Gọi là đau cũng được. Đau đời anh à. Anh lại nói chuyện buồn rồi. Có chuyện vui đâu mà nói. Khi tôi đương chức đương quyền, không có ngày nào, giờ nào nhà tôi thiếu tiếng chuông của khách khứa đủ mọi tầng lớp. Vậy mà những ngày này, suốt thời gian nằm viện, anh là người duy nhất tới thăm tôi, do tình cờ mà ghé. Anh bận tâm chuyện đó làm gì? Biết thiên hạ chỉ phù thịnh chứ không ai phù suy. Cứ coi nhẹ đi, thì chuyện bạc bẽo đó sẽ không là gì hết. Coi nhẹ được, tôi đã coi rồi. Nhưng mà làm sao tôi coi nhẹ được khi mà có tới hai bà vợ, mấy đứa con. Nhưng mà lúc bệnh hoạn ở nhà cũng như ở viện, chỉ có con Thuận vô ra chăm sóc. Đó là đứa con dâu mà tôi đã thà từ thằng con trai, chứ không thể chấp nhận nó. Như vậy, nói theo mệnh trời là anh vẫn có phúc, nên anh phải vui lên. Anh an ủi tôi làm gì? Càng biết ơn nó bao nhiêu, tôi càng bị đau khổ, dằn vặt bấy nhiêu. Và tin vào chuyện trời quả báo. Bao nhiêu điều trước đây, do có thế có lực, mình tin là chân lý. Nay cây võ thể lực bị rũ đi, chân lý thành rỗng tuếch. Vậy là dằn vặt, đau khổ và sanh bệnh. Thứ ung thư tinh thần ác tính này thì có thánh y nào mà cứu cho được? Dạ chào cậu. Chào bác. Chào bác. Thưa bác, Thuận có nhắn con tới. Thuận nói đang đi làm thủ tục cho bác thức ra viện. Dạ, con xin phép đi tìm Thuận. Nhờ thằng Sơn và ông già nó đưa thằng Trọng lên giường điều trị, nên thằng Trọng cũng đỡ quậy. Mới đây tôi có gặp Trọng, cháu cũng đã đỡ nhiều. Thuận, xin lỗi mình đến hơi trễ. Mình lấy được giấy xuất viện rồi. Mình đem tiền cho Thuận đây. Cảm ơn, nhưng mình không cần được. Bà của Khoa quen với giám đốc bệnh viện, nên được đưa hết các khoản viện phí qua quỹ từ thiện cho bệnh dân nghèo. Mình trả cho ba mình vậy. Bây giờ tụi mình đưa ba Trọng về nhà, rồi Thuận lên ngay giường nhà mình được không? Sơn thấy mình đâu có mình đồng gia sắc, hoặc phân thân thành hai ba người cùng một lúc để có mặt ở khắp mọi nơi. Trọng đang đòi bạn được về nhà chăm sóc ông già. Mình và ba mình đã khuyên hết cách. Mặc kệ anh ta, mình không phải con hầu. Nói anh ta không nghe, Sơn cứ trói gô lại rồi bỏ lên bệnh viện tâm thần Biên Hòa đó. Thuận, đợi đã. Bây giờ con tính sao? Con nói với má sẽ đón ba qua nhà ba má thương. Rốt cuộc suốt ngày hôm nay ông ấy biến mất và điện thoại luôn ngoài dòng phủ sóng. Trước khi qua nhà ba má thư, tụi con quẹo vô đây đã không thấy có ba. Con đinh ninh ba về thành phố với má.
Tụi con cũng có sơ ý, mãi lo cho ba má con an tâm nên suốt ngày ở bên đó. Má không trách gì các con ở bên ấy suốt ngày hay suốt tháng. Nếu ba con không bị ném đá bể đầu, má không nói làm gì. Ba, ba, kệ tôi, tôi muốn ôm giật đây chết. Hai đứa đưa ba vô giường. Suốt ngày hôm nay chú đưa ông ấy đi đâu? Dạ, hồi sáng tôi đưa ông ấy đến bệnh viện khám tổng quát. Ngồi. Ba, ba, tỉnh lại đi ba, con thư khoa đi mà. Từ bệnh viện ba về thẳng đây mà. Ông đã uống rượu ở đâu? Từ đâu bỗng nhiên ông trở chứng như vậy chứ? Tôi không uống, không uống một giọt. Cảm ơn các con đã có mặt giúp bà thoát khỏi cơn ác mộng. Thưa bà. Ra đây, ra đây. Thực ra từ trưa tôi đã đưa ông về, nhưng lúc ghé qua nhà hàng Thủy Đình, ông nói để ông vô đó uống ly rượu. Vô một mình? Dạ. Ở ngoài xe tôi thấy ông ngồi lâu, tôi nóng ruột vô coi. Thiệt khủng khiếp, một mình ông đã uống hết 2 chai Hennessy, tôi can. Nhưng ông nói phải để ông uống hết 4 chai rồi mới về. Chuyện gì xảy ra vậy? Vậy thì có bệnh sinh ra tâm trạng rồi. Kết quả khám tổng quát đâu? Con ra xe lấy vô đây coi. Tất cả đều tốt. Huyết áp rất tốt. Không lẽ ông ấy uống đến xỉn để ăn mừng không bệnh? Chị vẫn tới đây hả? Thiệt ớn lạnh. Đã có anh Thái. Ủa anh Thái, làm sao anh biết được tụi tôi đang ở đây? Tôi tới nhà máy đúng lúc hai người ra khỏi cổng. Tôi đi theo và bất ngờ khi thấy hai người vô đây. Lại quên không rủ tôi nha. Bây giờ xin mời, có thêm anh tụi em chỉ mất tự do thôi. Tôi thề sẽ không làm mất tự do của các bạn. Đã để ý rất kỹ tướng của cô. Và nó nói gì không? Tôi không để ý.
Ông Eloy, cô là người đáng tin cậy trong công việc, một người nhân hậu trong gia đình, sẽ làm nên sự giàu có và bền vững cho người đàn ông gắn bó với cô. Sao không thấy ông ấy nói về tình yêu? Ông ấy nói cô đến với hôn nhân bằng đạo lý và nhận thức, chứ không bằng tình yêu, nên rất có thể khi không gặp được người đàn ông phù hợp, cô sẽ thà sống độc thân. Phần trước ông ấy có thể nói sai, nhưng phần sau ông ấy nói đúng. Tôi thích sống độc thân. Hay nhà báo, nói thật cho tao biết, không được cho chết bất xác. Kiếm thành bò làm gì? Nói. Hồi nãy con Thuần lại khóc. Mà kệ nó. Suốt ngày hôm nay nó quên cả con để ở bên nhà ông Thức, không ai gì nó. Hết nuôi thằng chồng phản phúc cực tới cổ, nay lại đi nuôi lão cha chồng. Trước đây vốn không tử tế gì với nó. Anh nói vậy cũng không được. Cô ấy không chăm sóc thì ai vô đây? Không biết thì thôi, biết người ta hoạn nạn, không lẽ mình làm ngơ? Để anh hỏi nó coi. Lại khóc phải không? Đâu có. Trọng sao rồi? Em đã cố quên đi mấy bữa nay rồi, nhưng sao vẫn không quên nổi. Vậy là chuyện gì? Mấy bữa trước Sơn nói với em, Trọng đòi về chăm sóc ông già. Nó mà cũng tử tế được vậy à? Hay là nó đóng kịch? Em nghĩ chuyện anh ta lo cho ông già là có thật trong lòng, nhưng thôi thúc đòi về vẫn có mầm mống tâm thần. Sơn biết trở về thành phố ở với ông già, chắc chắn anh ta sẽ tái phát tâm thần. Nhưng khuyên can không được. Sơn nói chỉ có em mới làm được điều đó. Mấy bữa nay em đã quyết không đi. Càng không đi lại càng áy náy, không yên tâm chứ gì. Em chỉ sợ không ai can được. Trong liều về thành phố là mọi chuyện lại như cũ. Như cũ thì tống nó vô bệnh viện tâm thần, đã quyết bỏ nó rồi, còn dư chấn nó làm gì nữa. Sao rồi anh? Thằng Trọng tâm thần 1 thì nó tâm thần 10. Anh đi đâu vậy? Còn đi đâu nữa? Kiểu này không đưa nó lên nhà ông Năm để gặp thằng Trọng thì nó khóc suốt đêm. Nhưng trời tối như vậy. Trời tối tôi mới phải đưa nó đi. Để nó đi một mình, tôi với con ngủ yên được à? Lên con cho nó đi. Ừ. Thay đồ đi, tôi đưa cô lên gặp thằng mất dạy đó. Để thằng Hải ở nhà cho chị cô coi. Em đã nói không đi rồi mà. Tôi còn lạ gì cô nữa. Miệng nói không đi, nhưng lòng dạ cô đã lên gần tới nhà thằng Sơn rồi. Chuẩn bị lại lên, không tôi đổi ý thì đừng có trách. Tục ngữ có câu, tốt quá quá ngu là nói những đứa như cô đó. Em ở đây lâu có nhớ nhà không? Lúc nào không có anh thì mới nhớ. Dở như vậy là bệnh đó. Em thích bệnh. Bà qua phòng con Út để coi những điều tôi nói về tính nết của con trai bà có đúng không. Tôi biết rồi, đêm nào nó cũng ở bên đó. Bữa vườn đó hai đứa ăn đi. Sơn, mời em ăn đi con. Dạ cảm ơn bác, con tự ăn được. Ừ. Ờ
Có chuyện này anh bắt buộc phải nói với em. Em biết chuyện gì rồi. Chuyện gì? Anh muốn nói là anh không thể yêu em. Anh không có ý như vậy. Nhưng chắc em cũng biết, ba má anh và ba má em muốn gắn ghép anh và em với nhau. Em biết. Nhưng giá như anh được chăm sóc em, còn đằng này anh đã cứu sống em, cho anh lại muốn em không có gì với anh là anh ác lắm. Đừng khóc nữa. Anh Trọng ơi, thuốc của anh đây nè. Xin lỗi, anh quên khuấy đi vụ uống thuốc. Vô chơi đi em. Cảm ơn em rất nhiều. Anh mặc áo đi đâu vậy? Anh tính trốn phải không? Làm gì có chuyện đó. Nói thiệt với em, anh tính lén ra ngoài quán uống mấy xì rượu. Mấy bữa nay khỏe ra, tự nhiên thấy thèm rượu quá. Em đi cùng với anh cho vui. Không được. Em phải canh bên ba em. Với lại anh không nên vi phạm nội quy. Chúc anh ngủ ngon. Chị ơi, có thấy anh Sơn đâu không? Ở bên mình xá đó. Dạ. Nín đi. Nín đi em. Chuyện gì vậy? Anh xin lỗi. Lần sau em không nên có mặt những lúc anh có chuyện riêng tư. Nhưng có chuyện gấp thì sao? Vậy anh xin lỗi. Không nói nữa. Chuyện này thật ra cũng không phải chuyện của em. Anh đã xin lỗi rồi mà. Nếu em đoán không sai, anh Trọng muốn trốn về thành phố. Trời, chuyện vậy mà không chịu nói liền. Em vừa gặp ảnh là đi báo anh ngay. Chỉ riêng thời gian lòng vòng của cô đã giúp nó đi được 3 cây số rồi, biết chưa? Thành phố, Trọng cũng phải nói với ba mình và mình một tiếng chứ. Tôi phải nói với ông một tiếng hả? Ông coi lại mình đi. Ông nói là Thuần nhất định sẽ tới. Vậy mà hôm nay bao nhiêu ngày rồi? Trọng bình tĩnh đã. Mình đã nói với Thuần, Thuần có hứa. Nhưng Trọng cũng biết Thuần bận trăm công ngàn việc. Thu xếp để đột xuất lên đây không phải là chuyện dễ. Bây giờ Trọng nghe mình, tụi mình về nhà đã. Tức là mấy ngày qua ông vẫn thường xuyên liên lạc với Thuần? Đúng vậy. Vậy là có gì mờ ám ở đây? Khi tôi cũng gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng máy của ấy toàn ngồi dùng phủ sóng. Vậy thì Trọng cứ việc hỏi Thuần, chứ sao là hỏi mình? Mình sẽ về thành phố hỏi Thuần. Đã hết bệnh rồi, vẫn ở đây ăn bám Sơn, không nên chút nào. Sơn cứ để mình đi. Không nên. Ai với Trọng và Sơn? Đúng nói chứ còn ai nữa. Mày tưởng mày là võ sư mà tao không dám đập cho mày một trận à? Tao về thăm bà tao mà mày cản hả? Mày khùng hay là tao khùng? Trọng bình tĩnh lại đi. Mày mù hay sao mày đi vậy hả? Chút nữa là tông với tao rồi hả thằng khùng? Buông tay ra. Tôi nói anh có nghe không? Em, sao hôm nay em mới lên?
ai đây? Trời, em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Em cứ tưởng thằng xe ôm, em hết bệnh rồi nhưng thằng Sơn nó không cho em về chăm sóc ông già. Cảm ơn anh và Thuần đã tới kịp. Đại Sơn á, mình xin lỗi, mình công nhận là mình đã sai. Bây giờ có Thuần rồi, tụi mình vô trong nhà nói chuyện được chưa? Nếu ông biết lỗi rồi mình sẵn sàng tha thứ. Chúng ta vô nhà nói chuyện đàng hoàng. Nói thiệt đi, chú tính dùng dán cho con Thuần, thằng Trọng trở lại với nhau, hay chú thật tình chữa bệnh cho thằng Trọng? Vậy anh đưa Thuần lên đây, có phải là dùng dán cho hai đứa nó không? Con Thuần nó khôn hay dại cũng là em gái của anh. Anh thương nó, thay mặt ba má nuôi nó nên người. Nên nó rút đầu vô bụi rậm, anh cũng phải theo, để cùng chịu đau nửa phần cho nó. Chứ anh không tin gì thằng Trọng có thể hồi tâm. Em nghĩ về Trọng cũng không khác anh. Thậm chí em cũng là nạn nhân chết cay chết đắng vì nó nữa. Nhưng nó đang bệnh. Có thiệt nó bệnh không? Thằng này nó đóng kịch giỏi lắm. Nó có thể lừa được em, làm sao có thể lừa được ba em? Sự thật nó đang bị tâm thần quan tưởng nặng. Vậy là tội lỗi của nó trước đây cũng do tâm thần hay sao? Em nghĩ tham vọng thành danh thành công bằng mọi giá của nó không phải bệnh tâm thần, nhưng là bắt nguồn từ bệnh này. Em cũng đã có lúc giống nó, chỉ khác lúc sắp suy sụp em biết kiềm chế. Nếu thằng Trọng bị tâm thần thiệt thì cũng tội nghiệp nó. Nếu em nói anh ở lại đây thêm một thời gian á thì anh ở, nhưng nếu em nói anh chưa hết bệnh, anh không chịu. Những ngày ở đây anh đã đọc rất nhiều sách về các dạng bệnh tâm thần. Trường hợp của anh nói thật chính xác chỉ là khủng hoảng tâm lý nhất thời. Khi hoàn cảnh được khắc phục, sự khủng hoảng cũng chấm dứt. Biết rồi, biết khủng hoảng tâm lý không phải là tâm thần rồi. Anh mà nói nữa là tôi về đó. Sơn và anh Chất cho tụi mình tâm sự tới 2 giờ kia mà. Em công nhận anh không bị tâm thần, anh xin nói tiếp. Ở đây anh không có gì đáng phàn nàn, chỉ ăn, nghỉ, đọc sách để chờ tới ngày ra tòa, không có gì vướng víu. Nếu không nghĩ tới ba đang bị người ta âm mưu hãm hại. Tôi đã nói là ba có công an bảo vệ rồi kia mà. Người ta mua công an thì sao? Những ngày ở đây càng nghĩ về ba, anh càng có cơ sở đi nghi ngờ. Có thể chị bé cũng bị họ mua rồi. Từ bữa anh lên đây, ngày nào sáng chiều tối tôi cũng vô thăm ba. Anh an tâm chưa? Em cần phải lưu ý các bữa ăn, vì nhiều khả năng ba sẽ bị trúng đầu độc. Được rồi, trước các bữa ăn, sáng trưa chiều của ba tôi sẽ có mặt. Những lần uống thuốc và chích nữa, bác sĩ cũng phải là người thật tin cậy. Rồi, nhất định không để cho ba uống một giọt rượu nào từ các loại rượu bà già mang tới. Rồi, anh còn dặn gì nữa không? Có lẽ chỉ vậy thôi. Vậy thì tôi về. Nè, nếu tất cả những yêu cầu của anh làm cho em vất vả quá, có thể thay đổi theo cách này được không? Anh nói đi. Có thể đưa ba lên đây ở với anh được không? Anh nghĩ bác Năm và Sơn sẽ không từ chối. Để tôi bàn với Sơn. Em khóc đó à? Cho anh xin lỗi. Nếu em thấy phiền thì thôi vậy. Không sao, tôi sẽ bàn với Sơn. Vẫn dám tới đây hả bà chủ con? Sao không dám? Chưa kiếm được thịnh bò tôi còn tới.
điều hết sức bất ngờ là sau khi bị tôi dứt khoát từ chối nhận vào văn phòng công ty, cô ta và bà luật sư đều biến mất. Theo anh thì tại sao? Nếu có thể như câu tục ngữ Việt Nam, mềm lắng rắn mua không. Họ giả bộ vậy thì sao? Tôi với cô đánh cá là anh dám mất cả công ty Thái Long cho tôi nếu anh thua không? Còn cô mất gì nếu thua tôi? Anh muốn tôi mất gì? Nếu tôi nói, cô phải chịu án chung thân ở gia đình Thái Long. Tôi không bao giờ đổi tự do lấy bất cứ thứ gì trên đời. Em là dân mới hả? Sao biết vậy? Chưa có thuốc, lắc là biết liền. Anh tặng em một viên nha. Anh thường xuyên ở đây hả? Chơi với các anh em sẽ được miễn phí. Với điều kiện. Điều kiện gì? Em đang muốn kiếm Thịnh Bò. Em quen với Thịnh Bò hả? Quen. Hồi nãy hắn không ở đây nữa. Tại sao? Chuyện riêng của tụi bảo kê, làm sao anh biết được? Em mua thuốc của anh có nói không? Dám lấy một chỉ thì anh nói. Đưa đây. 3 triệu. Chứ sao? Ở đây từ bao giờ? Mới mấy tháng nay à. Cảm ơn em. Không có gì. Biết anh ta ở đây là đủ. Mình về chị. Đòi đi kiếm bằng được, đến tận nơi lại sợ à? Làm gì có chuyện sợ. Em có cách rồi. Đi chị. Để tôi nằm ngoài này được rồi. Nằm ngoài này sáng còn nghe được tiếng động ngoài đường. Đợi trong trại. Chị bé nè, về chuyện ăn uống thuốc thang bác sĩ dặn, tôi đã ghi hết vào tờ giấy này. Chị cứ theo trong giấy mà chăm sóc cho ông nha. Cô cứ yên tâm, một mình tôi với ông, tôi chăm sóc như ba tôi thôi. Chỉ sợ hai bà với chú Trọng tới kiếm chuyện bất tử, tôi không biết phải làm sao. Anh Trọng sẽ không tới. Còn nếu một trong hai bà kia tới, chị cứ gọi điện thoại cho tôi. Con ơi, không đến nỗi phải lo xa vậy đâu. Bà yếu về thể chất, nhưng đầu óc bà còn tỉnh mà. Dạ, giờ con phải về văn phòng. Con xin phép bác. Nè cháu,
Như vậy là sao? Sao ba cháu lại về để ở? Chuyện dài lắm bác à. Đại loại là như vậy. Bà hai sợ ba cháu phải ra tòa về hai vụ chạy án của trọng, rồi không may dẫn đến bị tịch thu tài sản, nên bà ấy bán hết nhà cửa, làm xong thủ tục ly hôn để thoát mọi dính líu về pháp lý. Ba cháu cũng đồng ý à? Cháu không tin ba cháu không biết gì về lòng dạ của bà hai. Nhưng có lẽ do quá mệt mỏi nên ông quyết định buông xuôi. Bà cháu đã chấp nhận đi tù. Ra vậy. Chính vì ba cháu như vậy nên cháu mới đi lại chăm sóc ổng, và cùng chú Trịnh quyết tâm bảo vệ ổng trước tòa. Bảo vệ ổng có nghĩa là Trọng sẽ là thủ phạm chính. Sự thật là hai má con Trọng phải là người chịu trách nhiệm chính. Hiện tại hướng điều tra và dư luận đổ hết tội lên đầu của ông ấy. Có lẽ do bên viện kiểm sát muốn minh trực má Trọng. Luật sư Trịnh và cháu bảo vệ Trọng ở khía cạnh nào? Có thể trông chờ do tình tiết giảm nhẹ. Về hậu quả kinh tế, những người bị hại như Thái Sơn đều tự hòa giải dân sự. Còn hai vụ chạy án, những người trong cuộc đều ở nước ngoài, nên bằng chứng pháp lý thực tế là yếu. Bác hiểu rồi. Cháu xin phép bác. Cháu lấy xe của bác tới văn phòng đi. Cảm ơn bác, cháu đi xe ôm được rồi. Anh có đứa con dâu thật tuyệt vời. Nhưng tôi lại là kẻ có tội với nó anh à. Anh thức. Anh cứ nằm, đừng câu nệ. Tới bây giờ mới biết anh bệnh, lại trong gia cảnh bất ngờ vậy. Tôi thật có lỗi vô tình với bạn bè. Anh không có lỗi gì trong chuyện này hết. Mấy chục năm làm chính án, tôi mắc tư bệnh nghề nghiệp, ngó ai cũng ra bị cáo. Cuối cùng với ai mình cũng là quan tòa. Chỉ khi không còn là quan tòa, lại thân bại danh liệt, sắp ngồi ghế bị cáo, cái bệnh nghề nghiệp mới hết. Mới biết tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hồi anh bị tai trần ở công ty liên doanh, đã đẹp anh về hưu, tôi có tới thăm anh đâu. Tôi nghĩ không đưa anh ra tòa về tội cố ý làm trái và tham nhũng đã là tốt cho anh rồi. Có thể anh có lý. Từ ngày nghỉ hưu, giả từ mọi thứ quyền lực, quyền lợi, lòng dạ tự nhiên trống vắng. Tôi cũng có những suy tư nghiền ngẫm. Ngược lại với những điều trước đây mà tôi vẫn cho là chân lý. Anh giúp tôi với. Mấy cha nhà văn hay gọi đó là lương tâm thức tỉnh. Trong mỗi con người, khi tham vọng quyền lực, quyền lợi lớn hơn lương tâm, thì hắn là kẻ vô lương tâm, nhưng chưa thể là tội phạm. Chỉ khi đồng qua tham vọng quyền lực, quyền lợi vào sự vô lương tâm, hắn mới là tên tội phạm đáng sợ. Bởi từ đó mọi sai trái và tội ác đều được hắn tin là thánh thiện. Vậy ai sẽ phán xử khi ranh giới giữa lương tâm và tội lỗi không có phân định rõ ràng? Trước đây tôi vẫn nghĩ như đinh đóng cột, pháp luật sẽ phân định và phán xét những sai số chỉ một phần ngàn trong phán xử, là ranh giới thiện ác đã rõ rệt lắm rồi. Vậy tại sao tội ác vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ thoát được lưới trời? Anh nói vậy là qua phạm trù vô cùng rồi. Anh cứ để cho tôi nói hết đã. Bởi vì mầm mống tội ác
không nằm ở cái ngọn pháp luật, mà nằm ở gốc đạo đức. Ở dưới gốc ấy không có công an, việc kiểm sát và tòa án, mà chỉ có con người với nhau. Tôi, anh, con Thuần, thằng Trọng, con Thư, thằng Khoa, hai bà vợ của tôi, một bà vợ của anh, nếu chưa xảy ra tội hình sự thì không có ai xử thằng Trọng tội bất hiếu, cũng không ai xử tôi tội ngược đãi con dâu, và hai bà vợ tôi tội ngoại tình. Đạo đức xã hội thời nay đang rất lộn xộn, bởi nhiều thứ tiêu chuẩn mới cũ cùng tồn tại, nên không ai xử được ai. Ngoại tình vừa có thể là tội lỗi, vừa có thể là đạo đức mới. Có nhiều khi tôi cũng nghĩ như anh, đúng là không ai xử. Nhưng bây giờ khi gần đất xa trời, tôi lại tin có một tòa án vô hình mà các cụ gọi là trời quả báo hay thuyết nhân quả. Anh tưởng tôi tin mình đang bị bệnh sao? Dựa vào thuyết nhân quả, tôi không coi là bệnh, mà coi đó là bản án đang dành cho mình vì những tội tôi đã phạm phải suốt những năm tháng qua. Tôi hiểu. Đó là lý do vì sao tôi chấp nhận hết, buông xuôi hết, không có một hành vi kháng cáo nào, kể cả với pháp luật, gia đình và bệnh tật. Tình cảnh thằng Trọng hiện nay cũng vậy. Nó không hề bị tâm thần. Đó là lý do vì sao tôi chấp nhận hết, buông xuôi hết, không có một hành vi kháng cáo nào, kể cả với pháp luật, gia đình và bệnh tật. Tôi về đây hồi nào? Ông làm sao vậy? Không lẽ tôi nằm mơ? Từ trước tới nay có bao giờ ông như vậy đâu. Hay ông có chuyện gì? Không phải. Thôi, ngủ đi. Ngày mai ông về thành phố siêu âm lại đi. Dính vô cái giường nhà ông Nguyên lại mang họa. Tôi phải uống mấy ly rượu thì mới ngủ được. Ông nói thiệt đi, giấy kết quả khám nghiệm sức khỏe của ông là thiệt hay giả? Bị ung thư hay sida, ông phải nói thiệt. Không tin, tốt nhất là bà đến bệnh viện kiểm tra. Tôi muốn ngồi một mình, bà cứ đi ngủ trước đi. Ông mà cứ tiếp tục trở chứng nữa là tôi về thành phố ở hẳn. Cứ như vậy tôi hết chịu nổi đó. Em không ngủ được hả? Lạ nhà, em chỉ mơ mơ thôi. Vậy mà ba má ngủ ngon lành.
Ông lại hút thuốc à? Khuya rồi, sao ông không đi ngủ? Bà đi ngủ trước đi. Ba chục năm nữa, chắc tụi mình cũng vô tư như ba má. Lỗi tại anh, nên tụi mình mới ngủ lan như vậy. Cả thằng cu ti cũng rất giả quan. Chuyện gì cũng không nên đốt cháy giai đoạn. Mua một cái giường này, tưởng để ba má vui, nhưng rốt cuộc ba má cũng cực. Thôi, đừng nói nữa, có khi ba má thức giấc nghe thấy đó. Thật ra buổi tối trên này không khí rất tuyệt vời. Sách tình yêu và hôn nhân có quyển nói khi có thai phải kiêng để bảo vệ thai nhi, nhưng lại có quyển nói chuyện đó không ảnh hưởng gì. Anh bật đèn mở mạng ra coi đi. Máy của anh đó. Ai gọi về này vậy ta? Má, má gọi con có chuyện gì vậy? Hỏi vậy mà cũng hỏi được hả? Lúc nhà nước sôi lửa bỏng, có thằng con trai lại ở dí bên nhà vợ, ngái ngủ hỏi về như vậy, con coi có được không? Nhà mình cũng bị trộm như bên này hả má? Má báo công an chưa hay để con báo? May mà chưa tới mức có trộm để nhờ con báo công an. Con về ngay mà coi ba con đi. Mấy hôm nay kể từ khi bị tụi trộm nhà bên ấy ném đá bể đầu, cứ nửa đêm lỏng la hét dùng vậy, rồi mang rượu ra sàn câu ngồi uống tới sáng. Sao má không nói con biết ngay từ hôm đầu? Con về ngay bây giờ. Ba bệnh rồi. Khoa, có chuyện gì vậy con? Má con nói từ hôm bị trúng hòn đá bể đầu, về đêm ba con có hiện tượng mê sản, rồi ra sàn câu uống rượu nói lung tung. Vậy là cái việc này dạ lây qua nhà anh chị xui rồi. Thưa ba má con đi. Em cũng đi. Con này ở nhà đang bầu bì như thế này đi đêm đi hôm sao được. Để ba đi với Khoa, bà lấy cho tôi cái áo. Áo này không? Đêm đông, người
buồn phiền đã